Cô chào các con. Học trực tuyến đã có từ rất rất lâu rồi, nhưng qua đợt Covid vừa rồi thì hơn bao giờ hết chúng ta thấy hiệu quả của học trên truyền hình và học trực tuyến. Vậy thì tại sao chúng ta không tiếp tục học trực tuyến? Với tinh thần nghỉ dịch không nghỉ học, vậy với tinh thần này các con hãy tiếp tục học để thấy hiệu quả của các khóa học online. Ngoài kia có nắng rang người hay có mưa xối xả, có sao đâu, con vẫn đang ung dung ngồi học ở nhà mà hiệu quả cũng rất cao. Cô giới thiệu với các con khóa học mà Turiha mang tới cho các con, khóa học từ lớp 2 cho tới tận lớp 12 và với chương trình bám sát trong sách giáo khoa của bộ. Quan trọng hơn, các con vẫn được mở rộng, nâng cao với các quy trình vận dụng và vận dụng cao. Quan trọng hơn nữa, đó là hệ thống bài tập trắc nghiệm để con kiểm nghiệm được những kiến thức mà con vừa thu hoạch được. Bên cạnh đó, còn có các bài kiểm tra để con tự đánh giá năng lực của mình. Này nhé, nếu như các con học online, các con có hai cách học. Theo cô, các con có thể học bằng cách học trước. Khi học trước, con đã tiếp cận được một phần kiến thức và thông qua kiến thức này, các con được luyện tập. Vậy là con đã được trang bị kiến thức cơ bản trước khi con bước vào một năm học mới. Và ở năm học này, trong chương trình mà các con học ở sách giáo khoa, trên lớp lại là một ví dụ hoàn toàn khác với ví dụ mà Toliha đã cung cấp. Vì thế, đây có thể coi là một phần bài luyện tập. Và luyện tập này sẽ giúp cho con củng cố kiến thức và không hề để các con bị chủ quan khi đã biết trước kiến thức. Đó là điều mà các thầy cô ở Toliha rất tâm đắc. Cách thứ hai, con có thể vận dụng kiến thức đã học ở trên lớp và về nhà con xem lại chương trình mà Toliha cung cấp. Qua đó, các con lại một lần nữa được luyện tập bởi những ví dụ mà Toliha đưa ra không giống với sách giáo khoa. Thế là các con lại một lần nữa được củng cố kiến thức. Với hai cách học này, con có thể hoàn toàn yên tâm kiến thức của mình đã được cung cấp đầy đủ. Bên cạnh đó, các con còn được luyện tập để củng cố thêm phần kiến thức của mình. Với cách học online, chỉ cần một chút chịu khó thôi, các con đã có thể mang lại một hiệu quả cho chính bản thân mình. Mục tiêu ai cũng có, nhưng con đường để đến với mục tiêu ấy, chúng ta có thể đi bằng nhiều con đường khác nhau mà Toliha đã hướng dẫn và cung cấp cho các con một con đường để tiếp cận với mục tiêu đó. Với chương trình tiếng Việt lớp 3, lớp 4 và lớp 5, các con cũng đã được mở rộng hoàn toàn theo chương trình của sách giáo khoa. Bên cạnh đó, các con có những bài luyện tập. Như vậy, con vừa học kiến thức cơ bản trên lớp, tức là trong sách giáo khoa, con vừa có phần mở rộng và nâng cao kiến thức, tức là phần con mở rộng ở các chương trình bổ trợ hoặc chương trình nâng cao tùy theo từng mức độ. Và rất thú vị khi các con được trải nghiệm bằng những bài luyện tập. Bài luyện tập này sẽ là những câu trắc nghiệm ngắn thôi nhưng bám sát chương trình để các con đánh giá xem mình đã nắm chương trình đến đâu. Và với kiến thức đó, con còn có thể kiểm nghiệm hay nói cách khác là học thêm một lần nữa qua phần hướng dẫn chi tiết. Con làm đúng, con cũng biết, à, đây là phần kiến thức mà mình đúng. Nếu con làm sai, không sao đâu. Trong phần kiến thức đã có phần hướng dẫn chi tiết để con nhận ra cái sai và con tiếp tục kiểm nghiệm lại xem mình đã sửa được cái sai ấy chưa qua bài tập tiếp nối. Như vậy, với cách học online hiệu quả, con có thể theo dõi đầy đủ kiến thức. Bên cạnh đó, con chịu khó luyện tập. Và với cách chịu khó luyện tập, Toliha đã cung cấp cho các con một hệ thống bài tập với hàng trăm câu hỏi và mỗi một phần bài làm, các con sẽ có những câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Vậy tại sao chúng mình không thử để đánh giá năng lực của chính bản thân mình mà thông qua đó, ở trên lớp là bài kiểm tra, ở đây con có thể tự làm và làm bao nhiêu theo ý các con thích. Quan trọng hơn là con có thể kiểm nghiệm được bằng hướng dẫn chi tiết. Trong phần hướng dẫn chi tiết, các con đã được hiểu rõ hơn vì sao mà lại có đáp án này, vì sao mà con đang nhầm hoặc phân biệt giữa phần này với phần khác để con không bao giờ nhầm. Đôi khi, những mẹo nhỏ nhỏ cũng sẽ giúp con tự tin hơn để chinh phục phần kiến thức và không còn ngại, không còn sợ khi ranh giới mong manh giữa phần kiến thức này với phần kiến thức khác. Chắc kiến thức các con đã đạt được một kết quả tốt và cô cũng như các thầy cô giáo ở Toliha rất vui mang lại một khóa học hiệu quả cho các con.
Với chương trình Tiếng Việt 3, bám sát chương trình của sách giáo khoa, các con sẽ học từng phần, từ mở rộng vốn từ các cấu trúc ngữ pháp của phần luyện từ và câu, phần tập làm văn. Ở tiếng Việt lớp 4 là phần kiến thức nền tảng và các con sẽ thấy rất khó khi phân biệt giữa cấu tạo từ, phân biệt với từ loại, nhưng sẽ chẳng còn khó nữa nếu các con chịu khó nghe phần kiến thức với một chút phân biệt qua một số mẹo nhỏ và luyện tập, các con sẽ thấy tiếng Việt thú vị chứ không hẳn là khó khăn. Với phần tiếng Việt lớp 5, với mảng kiến thức nghĩa của từ, ban đầu học có thể con hoang mang một chút, nhưng cứ dần dần qua các bài tập, qua những ví dụ cụ thể và hình ảnh minh họa sống động, con sẽ thấy phần này sẽ là phần kiến thức phổ rộng vô cùng và còn theo các con tới tận năm lớp 12 cơ. Vậy, hãy chịu khó để phần kiến thức của mình là nền tảng vững chắc, là một bước đệm thật mạnh cho những bậc học sau. Cô và Tulia rất vui khi mang lại khóa học hiệu quả cho các con và các con cũng không phải lặn lội đường xa để tìm kiếm kiến thức ở đâu cả. Hãy ngồi trước màn hình của mình với một số thiết bị điện tử thông minh, con đã có thể học tập được rồi đấy. Hãy thử đi nhé. Chúc các con thành công. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tuần sau. Chào con học sinh, thầy là Lê Hải Trung, giáo viên toán của Tolia.vn. Tất cả vì tương lai của học sinh, đó là giá trị, là châm ngôn của Tolia mang lại. Ở Tolia có tất cả các môn học từ cấp tiểu học cho đến hết lớp 12. Các chương trình ôn thi từ 5 lên 6, ôn thi lớp 9 lên 10, hệ cơ bản và cả hệ chuyên, ôn thi đại học. Ở Tolia, thầy Lê Hải Trung đã có cái gì? Thầy đã có chuỗi bài giảng hình học lớp 7, cả học kỳ 1, cả học kỳ 2 và toàn bộ chương trình toán 8 đại số hình học. Đặc biệt, thầy đã quay xong khóa toán ôn thi lớp 9 vào lớp 10, các chuyên đề chuyên sâu. Và tiến tới, chắc chắn rồi, thầy Lê Hải Trung sẽ có tất cả các bài giảng từ lớp 6 cho tới lớp 9, kể cả việc ôn thi từ 5 lên 6, ôn thi vào lớp 10 cả hệ thường, cả hệ chuyên. Các con à, học trực tuyến, học online, các con cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ sử dụng điện thoại, chỉ sử dụng máy tính để nhìn vào màn hình, nghe các thầy cô giảng bài, đúng không? Nhưng ở Tolia, ở chỗ bài giảng của thầy Lê Trung lại hoàn toàn khác biệt. Học online, học trực tuyến, nhưng chúng ta như học trực tiếp. Các con không hiểu thì sao? Không hiểu, các con có thể xem lại, đúng không? Đấy là ưu điểm của online. Nhưng ở Tolia, không hiểu, các con có thể hỏi và thầy Lê Hải Trung cùng các anh chị làm biên tập sẽ giải đáp thắc mắc cho các con ngay lập tức. Và một thứ mà chỉ Tolia có, các con có hệ thống bài tập luyện tập xuyên suốt và được kiểm tra đánh giá thường xuyên. Học phải luyện tập, không chỉ dừng ở xem. Học ở Tolia, học trực tuyến là học thật, chất lượng thật các con ạ. Và nhớ, Tolia luôn là ưu việt, luôn vì tương lai của học sinh thân yêu. Các con hãy cùng vào web Tolia, hoặc đơn giản chỉ cần gõ tolia.vn vào đó, với một môi trường giao diện web thân thiện, các con sẽ tìm được khóa học tương ứng phù hợp với mình. Các con nhé. Chào con, hãy ủng hộ và đón xem chữ bài giảng của thầy Lê Hải Trung cùng thầy cô của tolia.vn. Tất cả vì tương lai học sinh thân yêu. Xin chào, thầy là thầy Hữu Tình, thầy là giáo viên vật lý của công ty Tolia.vn. Và hiện nay thì thầy đã quay hoàn thành xong khóa học chương trình vật lý 9
cùng với ban biên tập và cùng với anh em trong hội đồng quản trị cũng như ban điều hành cũng như đặc biệt là hội đồng chuyên môn thầy Lê Minh Phấn đã rất sát sao trong các môn khoa học tự nhiên. Đấy, đặc biệt là môn lý, môn hóa thì các thầy luôn luôn muốn đưa đến cho các con một cái nội dung bài giảng rất sôi động và đặc biệt là để hướng đến tiệm cận đến cái việc học đi đôi với hành mà trong cái bối cảnh hiện tại đó là ở các trường phổ thông của chúng ta ấy, thì các thiết bị thí nghiệm hầu như là hỏng vãn rồi. Lý do là chúng ta đang cuối của cái chuỗi chu kỳ mà thay sách giáo khoa và đổi mới chương trình. Thế thì ở đây các bài giảng, các bài học thì đều được kèm với lại các bài thực hành và với sự biên soạn rất công phu của bên biên tập viên cũng như sự chỉnh lý của các thầy nên là cái hệ thống bài giảng rất là tuyệt vời. Ok. Trong riêng cái môn mà vật lý lớp 9 của thầy thì đặc biệt thầy cũng đã sắp xếp các bài tập, các hệ thống, các chuyên đề theo cái mức độ chuyên đề theo đúng bám sát trong nội dung sách giáo khoa để chúng ta tiện theo dõi. Và đặc biệt trong đó thì các bài tập thầy đã chia thành các mức độ 1, 2, 3, 4. Và đặc biệt đến cái mức độ mà ở phía sau ấy thì là dành cho các con là học nâng cao. Còn mức đầu là dành cho các con học cơ bản hoặc là khá thôi. Còn mức sau cuối cùng thì là dành cho các con học nâng cao hoặc có thể là các con muốn tham khảo để các con chuẩn bị làm tiền đề cho học sinh giỏi. Và do đó thì với cái hệ thống bài giảng của môn vật lý này nói riêng cũng như bài giảng của các môn khác của Toliha nói chung thì đã được sắp xếp theo đánh giá chủ quan của thầy. Đó là đánh giá sắp xếp một cách vô cùng hợp lý. Và điều rất đặc biệt là điều là không có ở các công ty giáo dục trực tuyến khác. Đó, thầy vẫn nhấn mạnh, đó là cái việc mà ở đây các thầy đã có một hệ thống các cái thí nghiệm mô phỏng cực kỳ sinh động. Và đấy là lý do khi các phụ huynh mà đã chọn cho con mua khóa học của Toliha.vn thì đều có lời comment phản hồi là cảm ơn công ty và đều phản hồi là các con nó rất thích thú với những khóa học của Toliha.vn. Và điều đặc biệt đó là ở công ty Toliha.vn thì đã có đầy đủ các cái khóa học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và trải đều trong các môn khoa học cơ bản mà phụ huynh cần quan tâm. Thế thì mong phụ huynh là giới thiệu thêm cho bạn bè mình để có những bạn bè mình, tức phụ huynh khác rồi những con khác được tiếp cận với cái tính giáo dục ưu việt của Toliha.vn. Xin chào và rất mong là được gặp các con ở trong những khóa học của Toliha.vn và của thầy Hữu Tình. Sắp đến, thầy Duy tin chắc rằng bây giờ rất nhiều em học sinh và cũng như quý vị phụ huynh đang có rất nhiều phân vân và rất nhiều trăn trở. Ví dụ như một câu hỏi thầy Duy thường thấy các em có thể thắc mắc như sau. Đó là bằng cách nào để các em đang yếu kém trở nên tốt hơn hoặc bằng cách nào để một em đang yếu một vấn đề nào đó ở trong chương trình các bộ môn mà có thể tiến bộ hơn. Nhưng cũng không phải là không có những câu hỏi là những em học sinh mong muốn là có thể được nâng cao các kiến thức ở một bộ môn nào đó. Các câu hỏi đó hoàn toàn sẽ được giải quyết thông qua Toliha.vn các em ạ. Đến với Toliha.vn, đây là một kho tàng những cái bài giảng cũng như những cái tư liệu luyện tập mà thầy Duy nghĩ rằng là rất là đồ sộ. Được chưa nhỉ? Và chúng ta có thể là cập nhật tương đối là thường xuyên. Đối với khối 1, chúng ta có các khóa học có liên quan đến hai bộ môn là môn toán và môn tiếng Việt từ khối 2, khối 3, khối 4 và khối 5 của cấp 1 được thực hiện bởi các giáo viên tâm huyết và sáng tạo. Hứa hẹn đó sẽ là những cái bài giảng mà rất là thú vị dành cho các em. Đối với khối cấp 2 của chúng ta và cấp 3 cũng thế, thì Toliha.vn tập trung vào các bộ môn, môn toán, môn ngữ văn, môn lý và môn hóa. Đây là các bộ môn khá là quan trọng và rất nhiều em đã lựa chọn và chúng ta đều phải trải qua ở trong khối trung học phổ thông và trung học cơ sở các em nhé. Thì đối với Toliha.vn thì nó có một cái đặc điểm mà chúng ta có thể là thấy ưu điểm khi mà chúng ta học. Thì có rất nhiều em khi mà chúng ta học thì cái nguồn bài tập của chúng ta nó rất là ít. Thì đối với Toliha.vn thì chúng ta không phải lo điều đó. Khi mà chúng ta học ở trên lớp hay chúng ta học qua website này thì hoàn toàn là cái quá trình học của chúng ta sẽ được kiểm tra này, sẽ được luyện tập này, sẽ được check lại
xem là à, sau khi học kiến thức đấy rồi, học đơn vị kiến thức đó thì chúng ta liệu rằng đã nắm được đơn vị kiến thức đó đến đâu, hay là chúng ta đang còn thiếu sót phần nào, và thầy nghĩ rằng là cái việc bổ sung ngay tại cái thời điểm chúng ta phát hiện ra đó sẽ giúp cho chúng ta có thể là bổ sung này và cũng như nâng cao được kiến thức của chúng ta. Và thời gian còn lại thầy Duy sẽ nói qua về các khóa học của thầy Duy tại toliha.vn nhé. Đối với năm học 2020-2021 này của thầy Duy thì ở trên toliha.vn có các khóa học trải dài từ khối 8, khối 9, khối 10, khối 11 và khối 12. Hai khóa học khối 8 và khối 9, đây là những khóa học cơ bản, sẽ đi từ cơ bản đến nâng cao, và nó được coi là các khóa học nền tảng giúp các em có những kiến thức cơ bản nhất, các kỹ năng cơ bản nhất để chúng ta lấy đó là phương tiện để chúng ta nghiên cứu đến các chương trình cao hơn. Đối với lớp 10 và lớp 11 thì đây là hai khóa học vận dụng các kiến thức từ lớp 8 và lớp 9 để chúng ta tiệm cận dần dần đến chương trình thi Trung học phổ thông quốc gia hay thi tốt nghiệp của lớp 12. Và tất nhiên rồi, lớp 12 không thể thiếu được. Lớp 12 thì với các khóa học này sẽ cung cấp cho em các hành trang vững chắc và đầy đủ nhất để chúng ta có thể tự tin để tham gia các kỳ thi, các kỳ kiểm tra Trung học phổ thông quốc gia hay thậm chí là kỳ thi tốt nghiệp và vào các trường đại học cao đẳng. Các em ạ, đấy, đó là những cái ưu điểm cũng như những cái thuận lợi khi mà chúng ta tham gia học vào chương trình của website toliha.vn. Và thầy Duy cũng như các thầy cô của toliha.vn rất mong muốn và rất hân hạnh được chào đón các em đến với website này để chúng ta học tập và chúng ta có thể là trải nghiệm các cái bài giảng thật là hay ở trong website này các em nhé. Thầy xin chào tất cả các quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh yêu quý. Khi mà quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh đang xem video này thì thầy tin rằng quý phụ huynh cũng như tất cả các em học sinh đã tìm hiểu, đã biết về toliha.vn. Toliha.vn là một website chuyên cung cấp tất cả các bài giảng trực tuyến online cho tất cả các em học sinh trên cả nước từ lớp 2 cho tới lớp 12. Ba khối học đúng không các em? Đấy, khối tiểu học này, khối trung học cơ sở này và khối trung học phổ thông. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid vừa rồi, toliha.vn là website đầu tiên đi đầu trong việc là đồng hành với tất cả các em học sinh trên cả nước, 63 tỉnh thành, đồng hành miễn phí tất cả các bài giảng online để các bạn học sinh ngoài việc là học trên trường, trên lớp thì có những cái bài giảng mà hỗ trợ các bạn học tại nhà, hiểu sâu, hiểu chắc kiến thức hơn nữa. Và thầy có thể nói qua cho các bạn, ví dụ như ở khối tiểu học thì trên toliha.vn có các bộ môn kể tới, ví dụ như toán này, tiếng Việt của các thầy cô rất nhiều năm kinh nghiệm. Thầy có thể kể tới cho các bạn đó là của cô Chu Ái Thu này, cô Ngọc Lan. Những cô giáo mà có bề dày kinh nghiệm rất rất nhiều năm, đã từng tham gia giảng dạy và cố vấn trên các đài truyền hình, ví dụ như là truyền hình Hà Nội chẳng hạn. Đó, trong đợt dịch Covid rồi, nếu các bạn để ý thì hầu như các cô đã tham gia thường xuyên. Đó, các bạn chú ý nhé. Và bài giảng, thiết kế bài giảng của toliha.vn có sự khác biệt hoàn toàn với những website online hiện hành. Đặc biệt với khối tiểu học thì bài giảng của toliha.vn luôn có sự gần gũi, không gây sự nhàm chán cho các con tuổi nhỏ. Và đương nhiên như thế là đã đủ rồi. Về phần kiến thức thì không bao giờ các bạn hay quý phụ huynh phải lo. Về phần kiến thức thì tất cả các bộ môn từ tiểu học đến trung học cơ sở đến trung học phổ thông thì toliha.vn luôn có một hội đồng về cố vấn về kiến thức. Hội đồng thẩm định về kiến thức là một này. Tất cả các thầy cô luôn luôn trau chuốt trong từng bài giảng, sự chuẩn bị bài giảng. Đấy, để gì ạ? Kiến thức luôn luôn gì ạ? Gần gũi với sách giáo khoa hiện hành, gần như song hành 100% trong sách giáo khoa hiện nay, để tất cả các quý phụ huynh cũng như tất cả các em học sinh có sự yên tâm khi đăng ký bài giảng trên toliha.vn. Về khối trung học cơ sở thì trên toliha.vn có các bộ môn kể tới như toán này, ngữ văn này, vật lý và hóa học. Thầy có thể kể tới một số thầy cô trên bộ môn đó của khối trung học cơ sở như môn toán của thầy Trung này, môn lý của thầy giáo tiến sĩ Nguyễn Hữu Tình này, môn hóa học
môn ngữ văn, môn học của thầy Dương Tiến Tài này, môn ngữ văn thì của cô Thu này. Và thầy xin giới thiệu tiếp cho các bạn đến khối trung học phổ thông. Khối trung học phổ thông thì trên toliha.vn có các bộ môn sau. Thứ nhất, toán, vật lý, hóa học và ngữ văn. Với môn toán của khối trung học phổ thông, phải kể tới các thầy cô như thầy Cao Phi này, thầy Nguyễn Chiến này. Môn vật lý thì có thầy Ngọc Hưng và thầy Phạm Văn Thọ đảm nhiệm môn vật lý. Còn môn học thì có thầy Dương Tiến Tài này. Thì những thầy cô đó sẽ đồng hành cùng tất cả các bạn học sinh trung học phổ thông từ lớp 10 cho đến lớp 12. Và thầy xin giới thiệu với các bạn về khoa học vật lý của thầy. Trên toliha.vn thì thầy đảm nhiệm môn vật lý lớp 10 và lớp 12. Hiện tại thầy có các bài giảng đó. Và cấu trúc chương trình thì các em nhớ là tất cả các thầy cô nói chung và thầy nói riêng thì cấu trúc chương trình luôn đi theo một cái form, đó là gì? Kiến thức phải đi đúng, đủ theo sách giáo khoa hiện hành. Và đương nhiên, sự đúng đủ đó sẽ được mở rộng ở các chuyên đề. Và thầy cũng vậy. Với chương trình vật lý lớp 10, thầy luôn có các bài giảng gần gũi, không gây nhàm chán cho học sinh. Và đi từ sách giáo khoa cơ bản đến các bài tập trong sách giáo khoa nâng cao, sự giao thoa kiến thức của hai loại sách giáo khoa này với nhau. Sau đó, sau mỗi chương thì các bạn học sinh lớp 10 sẽ được thầy tổng hợp lại những vấn đề quan trọng của chương đó, và thầy sẽ phát triển thêm cả chương đó những bài tập nâng cao, phát triển thêm nhé. Các bạn chú ý, đầu tiên đi từ sách giáo khoa này, sách giáo khoa cơ bản, sau đó có sự giao thoa kiến thức với sách giáo khoa nâng cao. Giải tất cả các bài tập trong sách giáo khoa cơ bản, sách giáo khoa nâng cao và sách bài tập vật lý. Sau khi xong rồi thì cuối mỗi chương, các con chú ý nhé, cuối mỗi chương thì thầy lại có một video bài giảng nói riêng để tổng hợp lại phần kiến thức mà các con đã học trong cái chương đó. Tổng hợp xong, thầy sẽ có những video phát triển chúng theo lối tư duy. Kiến thức mất đi, tư duy ở lại, đó là cái mà thầy muốn truyền đạt với các bạn. Mình phát triển thêm về tư duy để các con gì ạ? Va chạm rất nhiều cái kiến thức khác. Đó, để các con có thể học nâng cao lên kiến thức 11, 12 sau này thì đi liền với tư duy của thầy và các bạn, được chưa? Rồi, với các con lớp 10, 12 thì thầy có cái lộ trình học như sau. Khác hoàn toàn với lớp 10 nhé, bởi vì sao? Lớp 12 là bản nề để các bạn đi vào các cuộc thi quyết định của đời mình. Thì lớp 12 có sự thầy thay đổi lộ trình một chút. Đó là gì? Ban đầu sẽ là bài giảng về lý thuyết. Bởi vì vật lý thì những cái lý thuyết về vật lý các bạn đòi hỏi là đúng, đủ và chắc. Thì nên lý thuyết rất là quan trọng. Các con chú ý cho thầy là trong đề thi thì những câu bài tập khó, những câu bài tập dễ và những câu lý thuyết nó đều cùng một thang điểm, đều là 0,25 điểm. Thế thì nếu như bạn làm đúng một câu bài tập khó mà lại làm sai một bài tập dễ hay là sai một câu lý thuyết thì có nghĩa là chả có gì khác nhau cả. Đúng chưa? Thế nên thầy luôn xây dựng đó là gì? Em muốn đạt được điểm 9 trong đề thi đại học thì việc đầu tiên em phải đạt điểm 7. Và muốn đạt điểm 7 thì em phải chạm được cái kiến thức về lý thuyết vật lý. Lý thuyết. Sau đó thầy xây dựng nhá, thứ nhất là lý thuyết này, bài giảng về lý thuyết. Sau đó phần lý thuyết này đã được trình bày ở trên slide cũng như thầy nói thêm kết hợp với bảng viết bảng, đúng nhỉ? Sau khi xong phần lý thuyết này, thầy mới đưa ra tất cả các dạng bài tập của cái phần kiến thức đó. Và các dạng bài tập này thì thầy sẽ tổng hợp cho các bạn biết là cách giải nhanh nhất, cách giải chuẩn mực của dạng bài tập này ra làm sao. Sau khi tổng hợp cách giải xong thì thầy mới đưa ra các ví dụ. Đặc biệt với học sinh lớp 12 khi tham gia khoa học online của thầy thì có trong một bài giảng có rất rất nhiều các ví dụ minh họa. Các em chú ý nhé, có những bài chạm tới 20-25 ví dụ. Vậy thì tại sao nhiều như thế? Có sự khác biệt hoàn toàn. Các bạn chú ý nhé, những trang online bình thường, các trang online khác thì có chỉ khoảng 4-5 ví dụ là nhiều rồi. Nhưng thầy có thể chạm cho các bạn tới 20-25 ví dụ. Tại sao nhiều như thế? Có rất nhiều cái bạn bảo cho thầy là thầy ơi nhiều thế em học chán, học nhàm. Không, các bạn chú ý, các bạn cố gắng một chút. Chúng ta cố gắng, ngày hôm nay cố gắng 5%, ngày mai cố gắng thêm một chút thôi. Thì các bạn sẽ cố gắng lên thành 200% được. Tại sao nhiều như thế? Thầy sẽ trả lời câu hỏi này đối với các bạn học sinh lớp 12. Bởi vì sao? Với từng đó ví dụ đã bao quát
cả các câu hỏi có thể có trong chương trình thi hiện hành của các bạn có thể có, để các bạn có thể chạm được những cái mức điểm mà mình mong muốn. Với các bạn lười làm bài tập về nhà thì chỉ cần xem hết ví dụ đó thôi. Những bạn thông minh nhá, chỉ cần xem hết ví dụ đó thôi là các bạn có thể chạm được các bài tập khác mà không cần phải làm nhiều bài tập. Đó. Mình vẫn có thời gian để ôn tập các môn khác, vẫn có thời gian đi chơi nghỉ ngơi. Chỉ cần xem hết video thôi, đúng nhỉ? Hết ví dụ minh họa. Đó. Còn tất nhiên cái lộ trình mà thầy xây dựng thì có một vài bước sau. Các bước sau các bạn nhớ này. Bước thứ nhất, học video lý thuyết. Bước thứ hai, học các phương pháp giải của tất cả các dạng bài tập. Bước thứ ba, nghe các ví dụ minh họa. Khi nghe ví dụ minh họa thì làm gì? Dừng video đó lại. Dừng video đó lại. Sau đó là gì ạ? À, thư giải đi. Sau đó thì nghe thầy hướng dẫn cách làm, thầy phân tích cách giải. Đấy. Sau khi xem xong ví dụ minh họa của từng dạng bài tập rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ phải làm bài tập tự luyện. Bài tập tự luyện thực tế là gì? Chỉ thay số thôi mà. Bởi vì đã 25 ví dụ đó đã bao quát hết rồi còn đâu. Đó, các bạn chú ý, thay số để mình có cái định hướng, để mình có cái định hướng là à, thay số rồi. Các cụ có câu chăm hay không bằng tay quen. À, rõ ràng học hết từng đó ví dụ rồi, thầy đã bao quát các dạng rồi. Thế thì nếu như anh lại tiếp tục làm bài tập tự luyện nữa thì anh sẽ làm gì ạ? À, anh sẽ có thể giải quyết nhanh hơn. Thì trắc nghiệm mà giải quyết nhanh hơn, đánh chính xác hơn, đúng chưa? Đấy, còn tất nhiên khi mà các bạn đã đủ tư duy rồi, các bạn chỉ cần xem ví dụ xong thì các bạn có thể làm được rồi, nhưng rõ ràng không thể nhanh bằng anh luyện tập được. Nhưng nếu đến bước thứ tư là luyện tập đã tạm ổn rồi thì có tiếp một cái nữa. Đó là gì? Đó là các bạn lại được thầy tổng hợp lại kiến thức của từng chương, chương đó cần học cái gì, rút ra cái gì, có ở chương sau ra làm sao, và tiếp tục phát triển các bài tập khó hơn. Chưa xong nhá. Các bạn lại tiếp tục một bước nữa. Đó là gì? Các bạn sẽ có thể làm các chuyên đề, theo từng chuyên đề để nâng cao khả năng của mình. Sau đó, chạm lớp 12 tiếp thì các bạn phải làm gì ạ? À, có các đề thi thử. Các đề thi thử để các bạn làm gì ạ? Làm quen với cái gì? Không khí phòng thi, áp lực phòng thi. Và gì ạ? Không khí áp lực không? Chưa đủ. Mà cần gì ạ? À, cần đó là gì ạ? Sự chạm tới kiến thức trong phòng thi. Các bạn, các chuyên đề có thể giải tập rất tốt. Nhiều bạn giải chuyên đề rất là tốt. Nhưng khi mà làm bài thi các bạn lại không hề tốt. Bởi vì các bạn không có kỹ năng làm bài thi. Và đặc biệt hơn nữa là gì? Chuyên đề thì đâu cũng có. Nhưng đề thi, để chạm được với đề thi của bộ, tiệm cận với đề thi của bộ lại khác. Lại khác. Ở Toliha hoàn toàn có cái điều đó. Cho nên các em yên tâm khi tham gia khóa học của tất cả các bộ môn nói chung và môn vật lý của thầy nói riêng. Đấy. Thì cái tiếp theo mà thầy muốn nói các bạn đó là gì? Là trên Toliha.vn, các bạn chỉ cần truy cập vào website xong, các bạn có thể nhìn vào những cái môn mà mình lựa chọn. Những môn mà mình lựa chọn có thể là toán, có thể là ngữ văn, có thể là hóa, có thể là vật lý, v.v. Đúng không nhỉ? Các bạn hãy kích vào đó thì các bạn đã có cái sự hướng dẫn để chúng ta làm rồi. Không có gì cả, đúng nhỉ? Và để học tốt, hãy theo lộ trình mà thầy vừa hướng dẫn các bạn xong. Thầy tin rằng với từng đó lộ trình thôi thì các bạn có thể yên tâm, quý phụ huynh có thể yên tâm khi con đăng ký khóa học trên Toliha.vn. Và thầy tin rằng với sự đồng hành của Toliha.vn nói chung và đồng hành của thầy nói riêng, phần bài tập tự luyện có hàng trăm hàng nghìn bài, đội ngũ cộng tác viên luôn luôn trả lời với các bạn 24/24 tất cả các câu hỏi, thì không có lý do gì để các bạn có điểm kém khi tham gia Toliha.vn. Và đương nhiên có một điểm các bạn phải nhớ là gì? Học ở trên Toliha.vn, ngoài việc học điểm cao, học kiến thức thì còn học làm người. Sự gần gũi giữa thầy và trò, tương tác 24/24 thì có thể giúp các bạn gì ạ? À, các bạn có thể phát triển nhiều thứ hơn. Ví dụ kỹ năng mềm này, các bạn cần cái gì này? Vân vân, đúng chưa nhỉ? Thầy tin rằng với từng đó thôi là các bạn đã tìm hiểu rõ hơn rồi. Hy vọng rằng thầy trò chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trong suốt cái năm học này. Thầy sẽ đồng hành các bạn, phải tin rằng những gì mà Toliha dành cho các bạn cũng như tâm huyết mà thầy dành cho các bạn sẽ giúp các bạn chạm được vào cái ước mơ mong muốn của mình. Các bạn tiểu học thì ước mơ gì, trung học ước mơ gì, trung học phổ thông ước mơ gì, tất cả các bạn đều chạm được ước mơ này. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng cụ thể trong khoa học của thầy. Tạm biệt các em.
Chào mừng các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân yêu. Công ty cổ phần truyền thông Toliha.vn là một công ty giáo dục hàng đầu, mong muốn đưa những bài giảng đến với quý vị phụ huynh và các em học sinh tiểu học thân yêu của cả nước. Các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân yêu đều biết rằng trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua, Toliha.vn đã đồng hành với học sinh của cả nước, giúp đỡ các em bằng cách học trực tuyến qua các gói cơ bản, tiếng Việt và toán trong chương trình tiểu học. Với mong muốn chia sẻ và với mong muốn vì tương lai của học sinh thân yêu trong cả nước, Toliha.vn và cô Ngọc Lan đưa ra gói toán học của lớp 3, lớp 4, lớp 5. Gói toán này các con sẽ tìm hiểu từ gói cơ bản đến gói nâng cao. Trong chương trình học toán xuất phát từ tìm hiểu quá trình giảng dạy 30 năm đối với học sinh trong cả nước, tôi và Toliha hiểu rằng cần phải cung cấp cho các em học sinh kiến thức từ cơ bản đến khó hơn, nâng cao phát triển dần. Và ở gói cơ bản lớp 3, lớp 4, lớp 5, chúng tôi đã soạn theo chương trình bám sát sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Và đồng thời, trong chương trình soạn giảng, chúng tôi gắn với các hình ảnh cụ thể, rõ để các con có thể tiếp thu một cách dễ dàng. Ngoài ra, ở gói cơ bản, các con có thể tham gia trò chơi khi mà các con đã học bài xong để tìm hiểu lại cái kiến thức mà mình vừa học. Ở gói cơ bản, vào các cuối tuần, các con sẽ được làm những bài luyện tập. Sau một tuần, các con ôn tập được những điều gì, các con sẽ thực hành luôn. Và với phần gói luyện tập này, phụ huynh cũng có thể nắm bắt được con em mình đã có kiến thức nắm chắc như thế nào, chỗ nào còn chưa hiểu để bổ sung kịp thời cho các con. Ngoài ra, đối với các con tham gia thi các trường chất lượng cao, chúng tôi đã có những gói nâng cao của lớp 4 và lớp 5. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, để thi vào các trường chất lượng cao, các con phải đồng hành từ lớp 4. Có học từ gói nâng cao lớp 4 và lớp 5, các con mới mở rộng được kiến thức và thi ở những trường chất lượng cao này. Chúng tôi đã bổ sung những bài học, những bài thi của các năm về trước để các con tìm hiểu và có cái nhìn tổng thể về thi các trường chất lượng cao, cũng như cách giảng bài, cách học bài sao cho dễ hiểu nhất đến với các con. Và sau mỗi lần các con học tập kiến thức mới, làm bài luyện tập, các con sẽ có phần luyện tập và củng cố. Với những gói luyện tập củng cố này, các con sẽ biết mình đang ở mức nào và các con sẽ cố gắng hơn. Hy vọng với địa chỉ toliha.vn tin cậy này, các bậc phụ huynh có thể đồng hành cùng với các con trong chương trình học toán lớp 3, lớp 4, lớp 5, từ cơ bản đến nâng cao. Chúc quý vị phụ huynh và các em học sinh có những ngày nghỉ thật là thú vị, có những mùa hè thật là tươi vui và cũng không quên nhiệm vụ học tập bằng cách lựa chọn Toliha.vn để tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí mà vẫn hiệu quả. Hãy đến với Toliha.vn, các quý vị phụ huynh và các con học sinh thân yêu nhé. Cô Ngọc Lan xin chào tất cả quý vị phụ huynh và các con học sinh. Chào các em học sinh toàn quốc thân mến. Vậy là các em biết rằng Việt Nam và thế giới chúng ta đang chuyển mình để bước vào một thời kỳ, đó là thời kỳ công nghệ 4.0. Với sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, công nghệ của thời kỳ 4.0 sẽ giúp các em có rất nhiều phương thức và cách để tiếp cận với kiến thức. Và học online là một trong những phương thức và cách tối ưu trong giai đoạn này và của tương lai. Vì sao vậy? Vì khi các em học online, các em sẽ chủ động được thời gian, tiết kiệm được chi phí và vẫn đảm bảo được hiệu quả của quá trình học tập. Và Toliha.vn là một trang học online trực tuyến hàng đầu của Việt Nam. Khi các em học ở Toliha.vn, các em sẽ được học với rất nhiều thầy cô
có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín. Các bài giảng với giáo trình được xây dựng công phu kết hợp với kiến thức mô tả trực quan sinh động. Chương trình cơ bản kết hợp với nâng cao phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh. Ở Toliha có đầy đủ các cấp học 1, 2, 3, có các môn học toán, văn anh, lý hóa. Và trong Toliha thì hiện nay thầy đang đảm nhận giảng dạy chương trình toán cấp 2 từ lớp 6 đến lớp 9. Ở mỗi bài thầy đều chỉ ra mục tiêu rõ ràng mà các em cần nắm được ở bài đó. Với mỗi phương pháp thì thầy đều đưa ra phương pháp cụ thể để các em giải quyết vấn đề. Để các em học tốt và hiệu quả cùng với Toliha thì các em cần phải ghi chép đầy đủ về lý thuyết, cần phải nắm vững cho thầy về phương pháp và các em cần phải thực hiện luyện tập các bài trắc nghiệm và tự luận cho kèm theo video. Nếu như trong quá trình luyện tập của các em mà các em thấy rằng là điểm của mình chưa cao thì các em cần phải xem lại các video đó và các em luyện tập lại cho thầy. Tuy nhiên, khi luyện tập mà có những vấn đề thắc mắc thì các em cứ hỏi và sẽ được Toliha hỗ trợ và trả lời 24/7. Hẹn các em ở các video và các bài giảng trên trang toliha.vn. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Cô Thanh Loan, giáo viên giảng dạy trên toliha.vn. Trong thời gian vừa qua, có rất là nhiều học sinh và có những phụ huynh đã inbox và hỏi cô Loan về nội dung của khóa học trên Toliha và học như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Hôm nay cô xin phép đôi nét chia sẻ. Thế thì Toliha, thầy cô giảng dạy và đã triển khai từ tiểu học cho đến trung học phổ thông về tất cả các môn. Vâng ạ, thế thì trong bài giảng của các thầy cô cũng như cô Thanh Loan thì bài giảng được phân theo cấp độ từ dễ cho tới khó và bám sát chuẩn mực sách giáo khoa. Và các bài giảng thì luôn luôn làm sao cho giảng để học sinh dễ hiểu nhất, tiếp cận một cách nhẹ nhàng nhất và đơn giản nhất, không mẹo mực, không đánh đố. Vâng, thế thì trong những bài giảng thì các thầy cô cũng như cô Thanh Loan được chia phân dạng ra, trong mỗi dạng thì lấy các ví dụ. Và bên cạnh những các ví dụ đấy thì các thầy cô cũng có đưa những bài tập tương tự cho các dạng đẩy lên trang web. Và sau mỗi bài giảng thì các con được thực hành luôn. Sau mỗi chương mỗi bài giảng, ở mỗi chương học thì các con có một bài kiểm tra đánh giá và đánh giá chấm điểm và nhận xét luôn kết quả của các con. Nếu như các con vẫn chưa tốt thì các con có thể làm lại. Và bài giảng được mở suốt 24/24. Các con lựa chọn thời gian thích hợp để các con học bài và làm bài để các con rà soát lại toàn bộ phần lý thuyết cũng như bài tập nếu như các con chưa hiểu. Với điều kiện là các con phải cố gắng làm sao để nghe hết video và làm bài tập tương tự thì lúc đấy các con sẽ đạt một cách hiệu quả rất là cao. Và bài tập ở trên lớp thì các con vẫn vận dụng làm rất là ok. Hiện tại cô Thanh Loan đang giảng dạy môn đại số 8 và môn hình học 9. Thì về hình thức giảng dạy thì cô cũng tuân thủ theo cơ bản đến nâng cao. Và trong mỗi bài giảng của cô thì cô cũng cố gắng làm sao để truyền đạt cái thông tin một cách dễ hiểu nhất và đơn giản nhất cho các bạn. Về phần học thì các khóa học được mở 24/24 thì tùy vào thời gian và cũng mình lựa chọn một thời gian hợp lý để chúng mình học. Và luôn luôn nhớ là các thầy cô và đội ngũ nhân viên luôn luôn đồng hành chúng mình 24/24. Vâng, đó là đôi nét về khóa học. Bây giờ cô xin chúc tất cả các con, tất cả các bạn học sinh và phụ huynh có một sức khỏe thật tốt và cố gắng làm sao để được lĩnh hội trọn vẹn các kiến thức mà thầy cô trên toliha.vn đã truyền đạt và giảng dạy cho các con. Xin chào và hẹn các bạn ở các video bài giảng của cô.
Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh trên mọi miền của Tổ quốc. Các em thân mến, trong clip này thì thầy Tài xin dành một vài phút để giới thiệu và chia sẻ đến các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh về các khóa học online tại website toleha.vn. Chúng ta việc là chia sẻ với các em là các cách thức học online hiệu quả nhất nhé. Các em thân mến, trong kỷ nguyên số trong thời đại 4.0 này, dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta chỉ cần có internet thôi, với một chiếc máy tính hay đơn giản là một chiếc smartphone, thì chúng ta có thể tiếp cận được tất cả các bài giảng của tất cả các môn học trên toàn quốc của các giáo viên rồi, đúng không ạ? Toleha.vn là một điểm đến tin cậy và thông minh dành cho các em đó. Các em thân mến, tại Toleha.vn cung cấp các khóa học cho tất cả các cấp học từ tiểu học cho đến trung học phổ thông. Với bậc tiểu học sẽ là các môn toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ là các môn toán, lý, hóa, ngữ văn và tiếng Anh. Thầy Tài sẽ đảm nhiệm giảng dạy môn hóa học tại website toleha.vn. Các khóa học hóa học của thầy Tài tại website bao gồm hóa hữu cơ lớp 9, hóa vô cơ lớp 11, hóa hữu cơ lớp 11 và hóa hữu cơ lớp 12. Thì chúng ta có thể ngay bây giờ hãy truy cập website toleha.vn để tham khảo các khóa học của thầy Tài cũng như là các môn học của các thầy cô khác nhé. Các em thân mến, về cấu trúc chương trình với khóa học, môn hóa học cũng như là các khóa học của tất cả các thầy cô trên website toleha.vn thì sẽ được bám sát theo nội dung sách giáo khoa hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em yên tâm rằng cái nội dung lý thuyết sau khi chúng ta học có những ví dụ minh họa đi kèm được các thầy cô giảng dạy rất chi tiết. Và sau đó chúng ta sẽ có hệ thống bài tập rèn luyện sắp xếp từ dễ đến khó, rất là phong phú và đa dạng. Thông qua phần bài tập rèn luyện, chúng ta tự làm, chúng ta sẽ đánh giá được cái năng lực của mình thông qua phần đáp án và lời giải chi tiết. Sau khi chúng ta học mà các bạn vẫn cảm thấy không hiểu thì chúng ta có thể tương tác với đội ngũ anh chị biên tập cũng như là các giáo viên trực tiếp giảng dạy. Và chúng ta có thể tương tác trực tiếp với thầy Tài cũng như các anh chị biên tập thông qua cái phần bình luận tại mỗi bài học ở trên website cũng như là fanpage của website toleha.vn nhé. Sau khi chúng ta học thì ngoài kiến thức lý thuyết, chúng ta có thể giải thích được các hiện tượng thực tế khi chúng ta theo học hóa học của thầy Tài đó, được chưa? Những hiện tượng rất đơn giản, đời thường thôi mà chúng ta cảm thấy ồ, nó sao nó gần gũi vậy, đúng không ạ? Sao nó lại giải thích đơn giản như vậy bằng tất cả các phương trình hóa học mà thầy Tài sẽ hướng dẫn các bạn trong các khóa học nhé. Và để học online hiệu quả nhất thì thầy Tài sẽ nói với các bạn chúng ta cần chuẩn bị cho thầy, thứ nhất đó là về một cái khung thời gian cố định để học. Chúng ta phải cho mình một cái nguyên tắc làm việc nhất định, đúng không ạ? Chúng ta có không gian học và chúng ta phải có cái sự kiên trì khi chúng ta học một mình. Bởi vì học online đảm bảo để học online hiệu quả tốt nhất thì các bạn phải có tính kiên trì tự giác cho thầy. Học online cũng như là học trên trường vậy, các bạn chuẩn bị cho thầy bút, vở, nháp, máy tính. Chúng ta sẵn sàng để ghi chép lý thuyết, ghi những chú ý mà thầy đã đưa ra cho các em. Và khi chúng ta làm bài tập, các bạn hãy tự giác làm trước đã, sau đó mới xem lời giải các em nhé. Ok. Và sau khi những khóa học mà thầy Tài đã đưa ra và thầy tin rằng chúng ta sẽ nắm bắt được tất cả các kiến thức ở trong chương trình và từ đây sẽ đủ tự tin để giải quyết mọi đề thi và chinh phục những điểm số cao nhất mà các em mong muốn. Thầy hy vọng rằng các em sẽ đến với khóa học của thầy cũng như tất cả các thầy cô tại website toleha.vn. Hân hoan chào đón các em và thân ái chào tạm biệt các em. Kính chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Học online hay học trực tuyến, nó không phải là cái tên gọi quá xa lạ mà nó đã trở nên gần gũi, thân thuộc với học sinh hơn bao giờ hết. Ngày nay, ngoài học trên trường, học trên lớp ra, học sinh sẽ có nhiều thời gian để có thể tự ôn luyện và học tập tại nhà. Và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của học sinh cả nước, toleha.vn ra đời nhằm cung cấp những bài giảng, đưa những video và đặc biệt hơn nữa là giúp cho tất cả các học trò trên cả nước trả lời những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến những môn toán, lý, hóa, văn từ cấp tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Với cấp trung học cơ sở, với bộ môn ngữ văn, cô giáo Diệu Thu sẽ trực tiếp giảng dạy cho tất cả các bạn học sinh. Và với kinh nghiệm của mình, thì cô cũng đã có các khóa trực tiếp trên website. Các bạn học sinh chỉ cần đăng ký bằng cách truy cập vào đường link ở toleha.vn sẽ ra những giao diện như thế này.
Và khi mà các bạn học sinh kích vào thì sẽ có những cái khóa học, những cái gói học khác nhau, phục vụ các nhu cầu khác nhau của từng lớp, từng cấp. Và môn văn ở trung học cơ sở thì các bạn học sinh sẽ cần phải trang bị cho mình những kiến thức, những kỹ năng liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, chuyên đề nghị luận xã hội và nghị luận văn học với những tác phẩm văn học và bắt đầu các con hình thành kỹ năng cảm thụ văn học với trung học phổ thông. Môn ngữ văn từ lâu đã có vai trò quan trọng trong các kỳ thi. Nhận thấy tầm quan trọng đó, cô giáo Diệu Thu mong muốn lan tỏa những bài giảng của mình đến nhiều bậc phụ huynh, đến các em học sinh hơn nữa. Cho nên, cô đã thiết kế các khóa học, các video bài giảng, các tư liệu, các bài giảng với cái phương pháp mà do cô trong quá trình học hỏi, nghiên cứu và tìm tòi sáng tạo ra, học văn bằng sơ đồ tư duy, học văn bằng công thức, nhằm giúp tất cả các bạn có thể lĩnh hội, chiếm lĩnh kiến thức một cách dễ dàng nhất. Với các khóa học của bậc trung học phổ thông, khóa học văn lớp 10, lớp 11 và lớp 12, để đăng ký học cùng cô giáo Thị Thu, các bạn học sinh chỉ cần truy cập vào website toliha.vn. Sau đó sẽ ra các giao diện, các khóa học khác nhau và sẽ có những cái phần video xem trải nghiệm. Các bạn học sinh nếu như mong muốn cô giáo Diệu Thu đồng hành cho năm học tới thì đừng quên ngần ngại, hãy truy cập vào toliha.vn để cùng các thầy cô giáo ở đây ôn luyện cho các bạn học sinh, giảng dạy và giúp cho các bạn học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tới nhé. Cô giáo Diệu Thu luôn mong muốn được đồng hành cùng tất cả các bạn học sinh để giúp cho tất cả các em có thể chinh phục kỳ thi, cán đích một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn tất cả các em và hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài giảng gần nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em học sinh. Xin chào toàn thể các em học sinh yêu quý trên mọi miền Tổ quốc. Có rất nhiều bạn hỏi thầy về các khóa học online để hướng dẫn các bạn đăng ký học và có cách phương pháp học tập hiệu quả khi học online. Thì đầu tiên các bạn đăng ký học, các bạn có thể truy cập vào trang web toliha.vn. Thì ở trang web toliha.vn thì có đầy đủ các môn học toán, vật lý, hóa học, ngữ văn từ cấp 2 đến cấp 3 và đặc biệt có cả tiểu học nữa. Thì các bạn quan tâm hoặc các em các bạn quan tâm thì có thể vào web thì có hướng dẫn đầy đủ rồi. Thì mục đích của thầy là chủ yếu là giới thiệu về các khóa học để cho các bạn thuận tiện trong việc đăng ký và thuận tiện trong các bạn biết các phương pháp học tập như thế nào thôi. Thì ở toliha.vn thì thầy có tham gia giảng dạy môn hình học từ lớp 10 đến lớp 12. Bạn có 3 lớp luôn. Các khóa học được thiết kế một cách rất là bài bản. Thì các em có thể vào đó thấy được rằng cấu trúc của các bài giảng thì đều bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành từ cơ bản đến nâng cao. Thế thì ngoài ra nó còn có một số cái chuyên đề phục vụ cho các bạn ôn tập chuyên sâu hơn. Thì các bài giảng thì có phần lý thuyết trọng tâm. Các bài giảng có lý thuyết đó thì chúng ta sẽ có được cái phần học rất là sinh động bằng các bài giảng thiết kế bởi PowerPoint kết hợp với viết bản truyền thống. Thì có lý thuyết này rất là cơ bản rồi, nền tảng rồi, và có một số phần mở rộng nữa. Thì sau đó là chúng ta sẽ có phương pháp giải các dạng toán thường gặp trong chương trình chúng ta học. Trong phương pháp thì chúng ta sẽ có một số phương pháp giải nhanh, một số phương pháp truyền thống mà các em đã biết ở trong nhà trường và một số cách giải nhanh hơn một chút đó. Thế thì sau cái phương pháp là thì chúng ta sẽ có các phần ví dụ minh họa. Ví dụ minh họa rất là chi tiết cụ thể và các thầy sẽ giảng chi tiết từng phần một, phân tích cho các bạn vì sao lại thế, vì sao chúng ta có cách giải như này. Sau khi các bạn học các phần lý thuyết, phương pháp giải, ví dụ minh họa thì chúng ta sẽ có một hệ thống bài tập vận dụng rất là đa dạng, phong phú, đầy đủ các dạng. Các bạn vào web để các bạn luyện tập thoải mái. Và sau khi mỗi cái một cái chuyên đề thì chúng ta có một cái bài kiểm tra để chúng ta đánh giá lại khả năng học của chúng ta trong quá trình đó chúng ta còn vướng mắc gì không, chúng ta có nắm tốt các bài giảng không, và thì chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra đánh giá hoàn thiện. Đấy, thì cấu trúc của cái bài giảng thì chúng ta sẽ thấy là nó không quá rườm rà phức tạp mà nó rất là bám sát vào cái chương trình, không đi sâu vào các mẹo mực mà nó không quan trọng, mà chủ yếu rèn luyện cho các bạn các tư duy để cho các bạn có được kiến thức nền tảng
và chúng ta phát triển, nâng tầm lên từ những kiến thức đó, thì khi gặp một cái bài toán mới lạ thì chúng ta hoàn toàn có thể có cách xử lý, vì chúng ta biết hướng, đã biết phương pháp rồi, nên là chúng ta không có gì ngại ngần bất cứ một cái dạng toán khó cả. Thế thì các bạn, khi chúng ta học ấy, thì chúng ta cần phải chú ý như sau. Chúng ta hãy xem các bài giảng một cách cẩn thận, tỉ mỉ, và chúng ta sẽ xem tuần tự nhé. Chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta biết rồi, chúng ta không cần xem nữa, mà chúng ta sẽ xem, sau khi chúng ta xem rồi, chúng ta sẽ thấy được là có những vấn đề chúng ta tưởng chừng, nhưng chúng ta thấy được là nó đơn giản, nhưng thực ra chưa hiểu sâu vấn đề thì chúng ta cũng rất là nguy hiểm khi chúng ta áp dụng các bài tập, và có những bạn bị rất hay bị lừa bởi những cái câu hỏi như thế nhá. Thế thì sau khi mà chúng ta đã vận dụng các chúng ta xem được phần lý thuyết rồi, thì chúng ta sẽ vận dụng một cái bài tập, thì chúng ta cũng không nên làm những bài khó quá, đúng không nào? Chúng ta phải làm những bài từ những bài rất cơ bản, rất nền tảng, tuần tự lên đấy, thì chúng ta sau đó chúng ta mới làm bài nâng cao. Và tất cả các bài giảng, các bài giảng và các bài tập tài liệu của trang web toliha.vn thì đều có lời giải chi tiết. Thì các bạn chỉ cần đọc lời giải chi tiết là các bạn đã hiểu đến 80-90% rồi, nếu đối với bài khó, đúng không? Còn những cái bài mà các bạn chưa hiểu được thì các bạn có thể bật lại xem lại video. Đấy, xem lại video các ví dụ. Thì hầu hết các bài tập mà tự luyện thì chúng ta đều có các dạng, chúng ta đã học được qua cái phần video rồi. Chúng ta có xem lại lần nữa và chúng ta làm. Và chưa hiểu nữa chúng ta có thể nhờ trợ giúp của thầy cô và các anh chị sẽ hỗ trợ cho các em nhé. Đó, đấy là cấu trúc sơ qua về cái phần kiến thức trọng tâm và cái phần cấu trúc bài giảng, để chúng ta tuần tự xem các phần nhé. Thế thì hy vọng rằng với việc thiết kế khóa học một cách tỉ mỉ, khoa học, sẽ giúp cho các em hệ thống lại các kiến thức nền tảng và vận dụng các kiến thức để phát triển những kiến thức nâng cao hơn. Thì các em hoàn toàn yên tâm vào trang web toliha.vn sẽ giúp các em luôn luôn đạt được những cái đỉnh cao trong học tập. Xin chúc các em sẽ luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào, một cái tinh thần chiến đấu mãnh liệt để chúng ta có thể đạt được những cái thành tựu cao nhất trong cái việc học tập của chúng ta. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở trong những các bài giảng. Chào tất cả các em học sinh trên mọi miền Tổ quốc. Thì đợt vừa rồi có rất nhiều bạn đã nhắn tin hỏi thầy là khóa học online của thầy trên Toliha học như thế nào, sao cho nó hiệu quả nhất. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách học trên toliha.vn. Đầu tiên, để vào học được các khóa học của thầy trên toliha.vn thì các em sẽ mở website lên bình thường. Sau đó các em gõ toliha.vn, được chưa? Vào trực tiếp trang web. Trên đó nó sẽ có là gì? Các môn học liên quan đến toán này, lý này, hóa này, văn này và các môn học của tiểu học. Vậy thì các em sẽ vào môn toán học. Thì trong môn toán học này nó cũng có là gì? Các môn toán của các khối của các lớp. Thì ở đây các bài giảng của thầy nó sẽ tập trung vào khối 10, khối 11 và khối 12. Bài giảng của thầy tập trung vào phần đại số, còn phần hình học là do thầy Chiến đảm nhiệm. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ vào học như thế nào? Các em vào phần toán học, được chưa? Ví dụ như một bạn đang học lớp 10 chẳng hạn, vào phần toán học và chọn toán học lớp 10. Thì các em bắt đầu từ phần đại số, hoặc là các em có thể học hình học, hoặc là chúng ta có thể học song song cả hai. Tất cả các khóa học của thầy nó sẽ bắt đầu từ cơ bản. Tại sao lại như vậy? Toán học hay bất kỳ một cái gì cũng thế, nó bắt đầu tư duy từ những cái cơ bản nhất đến phức tạp nhất, hiểu chưa? Thì bắt đầu từ những cái khóa cơ bản, những cái khóa nền tảng, bám sát sách giáo khoa cũng như là chương trình của Bộ Giáo dục. Thứ hai, trong những bài học thầy sẽ chia ra thành những cái dạng toán, những cái chuyên đề mà chúng ta sẽ hay gặp, thường gặp, hay những chuyên đề mà trọng tâm của từng bài học một. Trong chuyên đề đó thì nó sẽ có những cái gì? Lý thuyết là một, thứ hai là ví dụ minh họa, và thứ ba là bài tập để các em áp dụng. Vậy thì các em sẽ tuân thủ theo từng bước một. Đầu tiên là các em vào học thì học lý thuyết đã, được chưa? Sau đó có những cái ví dụ áp dụng thì các em sẽ làm những ví dụ áp dụng đó, được chưa? Khi nhuần nhuyễn rồi, bắt đầu chúng ta sẽ làm những cái bài tập áp dụng khác, những cái bài tập mà thầy đã đưa lên trên website rồi, được chưa? Và các bài tập này đều có đáp án chi tiết để cho các em tham khảo,
sau khi học xong khóa cơ bản thì bao giờ cũng như vậy, thầy cũng sẽ có những cái chuyên đề nâng cao để cho các em tăng khả năng tư duy cũng như là tích lũy những cái điểm số, tăng cái điểm số của mình trong các kỳ thi, kiểm tra cuối chương, kiểm tra học kỳ chẳng hạn. Thì đối với chuyên đề nâng cao này, nó là những cái bài tập, những cái dạng toán vận dụng cao mà các em sẽ thường gặp, cũng đã được bóc tách thành những cái dạng toán nhỏ. Trong những dạng toán nhỏ đó có ví dụ, có lý thuyết đầu tiên này, ví dụ này, và các bài tập cũng đã có lời giải chi tiết. Được chưa? Thì cách rèn luyện của nó vẫn tương tự như vậy thôi. Các em xem lại lý thuyết, xem là mình có những cái lý thuyết mình đã biết chưa. Nếu như biết rồi thì nhớ lại và hệ thống lại. Còn chưa biết thì các em phải học mới. Sau đó xem những ví dụ của thầy. Và từ những ví dụ đó các em nhớ nhá, các em chỉ xem cái đề bài thôi, sau đó các em tự giải. Nếu như tự giải được thì rất là tốt, sau đó chúng ta đối chiếu với lời giải của thầy. Hiểu chưa? Còn nếu như không giải được thì chúng ta tư duy đến mức hết mức thì thôi, tức là mắc chỗ nào bắt đầu kèm lại xem những cái hướng dẫn của thầy. Xem đến chỗ mắc cái tháo được cái nút thắt đấy rồi, kèm lại tự giải tiếp. Giải tiếp, giải hết, sau đó chúng ta lại đối chiếu. Đấy thì như vậy thì kèm mới có những cái kiến thức tốt cũng như là tư duy tốt. Đấy là cơ bản những cái khóa học của thầy, những khóa học của thầy trên tolea.vn. Thầy hy vọng rằng những cái khóa học này sẽ giúp cho các em có những cái kiến thức nền tảng cũng như là cái tư duy nền tảng nhất cho cái phần toán học này. Và những cái chuyên đề nâng cao, những cái chuyên đề vận dụng cao sẽ giúp cho các em tích lũy cũng như tăng điểm số, tăng tư duy một cách tốt nhất trong các kỳ kiểm tra, kỳ thi của các em. Chúc các em có kết quả thật tốt trong các trong việc học tập, đặc biệt là môn toán cũng như là các kỳ kiểm tra, các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, chuẩn bị bước đệm cho các em vào các trường đại học mà các em mong ước.